Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn ngữ văn 6 năm học 2021-2022. Tiết 16, ôn tập. Buổi học ngày hôm nay, cô sẽ hệ thống lại kiến thức mà các con đã được học qua dạng câu hỏi trắc nghiệm gọi là vòng quay văn học. Trong truyện sự tích Hồ Gươm, ai là người trực tiếp nhận được gươm thần? A. Lê Lợi, B. Nguyễn Trãi, C. Lê Thận, D. Nghĩa quân Lam Sơn. Câu trả lời đúng ở đây đó là C. Lê Thận. Trận sự tích Hồ Gươm, gươm thần đã về tay nghĩa quân Lam Sơn bằng cách nào? A. Long quân tặng gươm thần cho Lê Thận, Lê Thận tặng lại cho nghĩa quân Lam Sơn. B. Lê Thận vớt được gươm từ dưới sông lên. Lê Lợi lấy được chuôi gươm từ ngọn cây xuống, về sau chắp lại vừa như in, thành gươm báo. C. Lê Lợi vớt được gươm từ dưới sông lên. Lê Thận lấy được chuôi gươm từ ngọn cây xuống, về sau chắp lại vừa như in, thành gươm báo. D. Lê Lợi viết sớ, cầu xin Long Quân cho mượn gươm báo về đánh giặc. Đáp án ở đây đó là B. Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn được tổ chức vào ngày tháng nào? A. Ngày rằm tháng giêng, B. Ngày rằm tháng 2, C. Ngày rằm tháng 6, D. Ngày rằm tháng 10. Đáp án đó là A. Ngày rằm tháng giêng. Trong truyện Thánh Gióng, chi tiết nào không đúng khi nói về sự ra đời của gióng? A. Bà mẹ thấy một vết chân to liền đặt chân vào ướm thử, không ngờ về nhà bà thụ thai. B. Mang thai 12 tháng mới sinh gióng. C. Lên 3 tuổi vẫn không biết đi, không biết nói cười. D. Mẹ gióng mang thai hơn 9 tháng sau sinh ra một cậu bé, mặt mũi khôi ngô, tuấn tú. Đáp án không đúng khi nói về sự ra đời của gióng đó là D. Chuyện sự tích Hồ Gươm, vì sao Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hóa nhưng trả gươm ở Hồ Gươm? A. Thể hiện tư tưởng hòa bình khắp trên mọi miền đất nước. B. Vì lúc này Lê Lợi đang cưỡi thuyền rồng ở Hồ Gươm. C. Vì đây là lời hẹn ước giữa Lê Lợi và Lê Thận. D. Vì khi giao gươm, Long Quân đã giao ước phải trả gươm ở Hồ Tả Vọng. Đáp án ở đây đó là A. Chuyện sự tích Hồ Gươm giải thích điều gì? A. Tên gọi Hồ Gươm nhưng cũng nói lên khát vọng của nhân dân ta muốn sống trong hòa bình, hạnh phúc, không phải dùng vũ khí chiến tranh. B. Về việc mượn gươm và trả gươm ở Hồ Gươm. C. Nói về mối quan hệ giữa Lê Lợi và Lê Thận. D. Hiện tượng kỳ lạ và thần kỳ của thanh gươm. Đáp án đó là A. Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn có nguồn gốc từ đâu? A. Bắt nguồn từ các cuộc chảy quân đánh giặc của người Việt cổ trên sông Đáy xưa. B. Bắt nguồn từ các cuộc chảy quân đánh giặc của người Việt cổ trên sông Hồng. C. Bắt nguồn từ các cuộc chảy quân đánh giặc của người Việt cổ trên sông Mã. Và D. Bắt nguồn từ các cuộc chảy quân đánh giặc của người Việt cổ trên sông Lam. Đáp án đó là A. Ngữ chết như rạ có nghĩa là A. Chết rất nhiều, B. Chết do bị bắn, C. Chết không sống sót một ai và D. Chết cháy do đốt rạ. Đáp án đó là chết rất nhiều. Trong truyện Thánh Gióng, sau khi gặp sứ giả, gióng đã có những thay đổi như thế nào? A. Yêu đời, thích ca hát. B. Gióng lớn nhanh như thổi. C. Gióng học võ. D. Gióng trở thành một thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Đáp án ở đây đó là B. Dạ khẳng định sự tích Hồ Gươm là một truyền thuyết. A. Vì có nhiều yếu tố hoang đường, kỳ ảo. B. Vì có sự xuất hiện của rùa vàng. C. Vì câu chuyện lịch sử về Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa chống quân Minh được kể lại bằng trí tưởng tượng phong phú, có màu sắc kỳ ảo, bằng sự sáng tạo của nhân dân. D. Vì có sự xuất hiện của thanh gươm thần. Đáp án đó là C.
Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy? A. Nhanh nhẹn. B. Xốp xổm xộp. C. Mặt mũi. D. Đèm đẹp. Đó, đáp án ở đây đó là mặt mũi. Mặt mũi ở đây là từ ghép. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép? A. Xuân xanh. B. Hoan hỷ. C. Đi đứng. D. Lả lướt. Đáp án đó là lả lướt. Trong các cụm từ sau, cụm từ nào không phải là thành ngữ? A. Chết như ngả rạ. B. Cách mạng 4.0. C. Chết mê, chết mệt. D. Chỉ lối đưa đường. Đáp án đó là B. Trong hội thổ cơm thi ở Đồng Văn, cơm được nấu như thế nào? A. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây gạo đung đưa cho ánh lửa bập bùng. B. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây đung đưa cho ánh lửa bập bùng. C. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong. Hình cánh cung được cắm léo từ đây, lưng uốn về trước mặt, tay cầm cần, cầm đuốc, đung đưa cho ánh lửa bập bùng. D. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình tròn, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng. Đáp án đó là C. Thành ngữ vui như Tết có nghĩa là A. Cảnh nhộn vui nhộn, nhịp tưng bừng đầy khí thế. B. Vui vẻ, hồn nhiên, hay nhảy nhót, nói cười. C. Có cảm giác dễ chịu, phấn khởi vì được vừa ý. D. Vui vì thấy cảnh vật có sự thay đổi. Đáp án là A. Ở đây cô sẽ có 5 bài tập. Bài thứ nhất là tóm tắt nội dung chính của 3 văn bản truyền thuyết. Thứ nhất là thánh gióng, thứ hai là sự tích hổ gươm và thứ ba là bánh chưng, bánh dày. Đây là những văn bản mà chúng ta đã được học, được tìm hiểu ở trong sách giáo khoa. Chính của văn bản thánh gióng chúng ta thấy thứ nhất là vào thời vua Hùng thứ sáu ở làng gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ tốt bụng và ao ước có một đứa con. Một hôm bà ra đồng thấy một vết chân to liền đặt chân lên ướm thử và về nhà bà thụ thai sinh ra gióng, nhưng mà gióng lên ba vẫn không biết nói cười. Khi mà giặc Ân xâm lược, vua đã sai sứ giả rao tìm người tài cứu nước. Nghe tiếng rao, gióng liền nói được ngỏ lời xin đi đánh giặc. Vua cho mang ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt và gióng vươn vai cao hơn trượng, phi ngựa xông vào trận giặc đánh giặc tan. Sau đó, gióng lên đỉnh núi, cởi bỏ áo giáp sắt, cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời. Và vua nhớ công ơn, lập đền thờ ở quê nhà và phong là Phù Đổng Thiên Vương. Văn bản thứ hai đó là sự tích Hồ Gươm. Giặc Minh đã đô hộ nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng mà thất bại. Long Quân đã quyết định cho mượn gươm thần và Lê Thận đi đánh cá 3 lần kéo lưới đều thấy lưỡi gươm, bèn mang về nhà. Lê Lợi đến nhà Lê Thận thấy lưỡi gươm phát sáng và đã cầm lên xem. Lê Lợi thua trận chạy vào rừng tình cờ bắt được chuôi gươm. Lê Lợi gặp lại Thận kể lại chuyện hai người đem gươm ra tra vào nhau vừa như in. Lê Thận cùng tướng lĩnh nguyện một lòng phò Lê Lợi cứu nước. Từ đó nghĩa quân nhanh chóng quét sạch giặc ngoại xâm và đất nước đã thanh bình. Lê Lợi lên làm vua, Long Quân sai rùa vàng đòi lại gươm thần, vua trả gươm. Từ đó Hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm. Đó là nội dung chính. Số 3 đó là bánh chưng, bánh dày. Hùng Vương thứ sáu về già muốn truyền ngôi cho người con nào tài giỏi. Và các hoàng tử đã đua nhau làm cỗ thật hậu, riêng Lăng Liêu được thần mách bảo dùng gạo làm hai thứ bánh dâng vua. Và vua cha đã chọn bánh của Lăng Liêu để tế trời đất cùng tiên vương và nhường ngôi cho chàng. Từ đó nước ta có tục làm bánh chưng, bánh dày vào ngày Tết. Ở bài tập số 2, các bạn hãy tìm cho cô những sự kiện chi tiết đáng nhớ. Ở trong 3 văn bản, thánh gióng, sự tích hồ gươm, bánh chưng, bánh dày. Và sau đó là đưa ra lý do lựa chọn tại sao mà chúng ta lại chọn những cái sự kiện chi tiết đó. Ở văn bản thánh gióng, sự kiện
Chi tiết đó là gì? Giống cất tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đòi đi đánh giặc. Cả dân làng đã góp gạo nuôi gióng, gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai trở thành tráng sĩ. Roi sắt cẫy, gióng nhổ che bên đường để đánh giặc. Giặc tan, gióng cưỡi ngựa bay về trời. Lý do để chúng ta lựa chọn những cái sự kiện chi tiết đó là gì? Những chi tiết trên thể hiện được ý nghĩa, nội dung, chủ đề của truyện. Gióng là hình tượng người anh hùng đầu tiên, tiêu biểu cho lòng yêu nước, cho ý thức đánh giặc cứu nước của nhân dân ta. Ở văn bản Sự Tích Hồ Gươm, những sự kiện chi tiết đó là gì? Khi cha chui gươm vào lưỡi gươm thì vừa như in, chi tiết rùa vàng đòi gươm thần. Lý do lựa chọn ở đây đó là gì? Chi tiết cha chui gươm vào lưỡi gươm cho thấy đó là sự thống nhất sức mạnh, ý chí của cả dân tộc. Cuộc chiến đấu này là thuận theo ý trời. Chi tiết rùa vàng đòi gươm mang nhiều ý nghĩa, giải thích tên gọi Hồ Gươm, đánh dấu và khẳng định chiến thắng hoàn toàn của nghĩa quân Lam Sơn và tư tưởng yêu hòa bình của nhân dân ta. Ở văn bản Bánh Chưng Bánh Dày, chi tiết Lăng Liêu được thần báo mộng, lấy gạo làm lễ tiên vương. Ở chi tiết này, đó là chi tiết tưởng tượng, có ý nghĩa đề cao lao động, đề cao trí thông minh sáng tạo của con người. Bài 3 và bài 4 yêu cầu đó các bạn làm cho cô đó là gì? Khi đọc văn bản, truyền thuyết cần lưu ý những đặc điểm gì? Và khi tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ cần lưu ý gì? Những điều cần lưu ý khi đọc truyền thuyết. Thứ nhất là chuyện kể dân gian, kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ. Nhân vật là con người, loài vật, đồ vật được nhân hóa. Nhân vật thường có các đặc điểm khác lạ về lai lịch, phẩm chất, tài năng, thường gắn với sự kiện lịch sử và có công lớn đối với cộng đồng, được cộng đồng truyền tụng, tôn thờ. Cốt truyện, chuỗi các sự việc được sắp xếp theo một trình tự nhất định, có liên quan chặt chẽ với nhau. Chuyện thường xoay quanh công trạng, kỳ tích của nhân vật mà cộng đồng truyền tụng. Thường sử dụng các yếu tố kỳ ảo, hoang đường nhằm thể hiện tài năng, sức mạnh của nhân vật. Và chuyện thể hiện thái độ, tình cảm và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử. Đó là những điều cần lưu ý khi các con đọc truyền thuyết. Ở bài 4, lưu ý khi tóm tắt văn bản bằng sơ đồ. Ở bước thứ nhất, trước tiên là các con cần đọc kỹ văn bản, cần tóm tắt, xác định văn bản gồm mấy phần hoặc mấy đoạn, mối quan hệ giữa các phần đó, sau đó là tìm từ khóa và ý chính của từng phần hoặc từng đoạn. Từ đó sẽ xác định được nội dung chính của văn bản và hình dung cách vẽ sơ đồ. Bước 2 là tóm tắt văn bản bằng sơ đồ dựa trên số phần hoặc số đoạn, xác định số ô hoặc số bộ phận cần có trong sơ đồ, chọn cách thể hiện sơ đồ tốt nhất. Bước 3, kiểm tra lại sơ đồ đã vẽ, xem lại các ý chính của văn bản đã đủ và rõ chưa, cách thể hiện về các phần, đoạn, ý chính và quan hệ giữa chúng đã phù hợp chưa. Vậy thì qua những văn bản mà chúng ta đã được học và cô đã hệ thống lại kiến thức cho các con, thì những cái văn bản này đã giúp cho các con hiểu được gì về lịch sử của nước mình. Đối với bài tập số 5 này thì cô yêu cầu các con là làm vào trong vở bài tập và nộp cho cô. Ở phần hướng dẫn về nhà, cô yêu cầu các bạn đọc trước văn bản Sọ Dừa và Em Bé Thông Minh để cho tiết học sau chúng ta sẽ nắm bắt được nội dung của bài. Cảm ơn các con đã lắng nghe. Buổi học đến đây là kết thúc.